Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Thủ tướng không để nhà thầu cô đơn trên công trường. Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời phối hợp, động viên chia sẻ với các nhà đầu tư, nhà thầu không để nhà thầu cô đơn trên công trường. Chiều 3 tháng 10, phát biểu kết luận cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp xây dựng công trình trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc, cống hiến, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà thầu đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. 6 nhiệm vụ trọng tâm. Hiện, cả nước đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội 13, trong đó có chỉ tiêu về hạ tầng chiến lược như xây dựng 3.000 km cao tốc tới năm 2025, các sân bay, bến cảng, hạ tầng điện, viễn thông. Vì vậy, Thủ tướng lưu ý, công việc nhiều, thời gian ngắn, yêu cầu cao, mong đợi của nhân dân lớn nên cần cùng nhau tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nhận thức rõ hơn nữa về tầm quan trọng của các dự án trọng điểm, các dự án quan trọng quốc gia trong tạo không gian phát triển mới, giúp hình thành các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới, làm tăng giá trị của đất đai, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giảm chi phí logistics, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm, của nền kinh tế. Về triển khai các dự án hạ tầng chiến lược đã và đang được làm tốt, sắp tới phải cùng nhau làm tốt hơn. Thứ hai, cùng nhau huy động nguồn lực, đa dạng hóa nguồn lực của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp, nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hạ tầng chiến lược với tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thứ ba, cùng nhau tập trung ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị theo hướng thông minh trong hoạt động của các doanh nghiệp và triển khai các dự án. Thứ tư, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế liên quan giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, quy chuẩn, quy trình, đấu thầu, chỉ định thầu trong triển khai dự án, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Thứ năm, các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực, tự cường đi lên từ sức mạnh nội sinh cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và hợp tác với các đối tác nước ngoài. Thứ sáu, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp luôn chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu với các khó khăn, thách thức, động viên, khích lệ về những thành quả đã làm được, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, nguồn lực, nhân lực để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, góp phần phát triển đất nước. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện tốt yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10 vừa qua về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát, kiểm tra và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không thông thầu, bán thầu. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức sao cho phù hợp, kịp thời, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, chủ động hướng dẫn khi doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cập nhật, lắng nghe, đi kiểm tra, giám sát, từ đó tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đất đai, vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường, nhất là các quy định về mỏ nguyên vật liệu và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý nhà nước liên quan công tác quy hoạch, vận dụng các cơ chế, chính sách sẵn có, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để xây dựng các cơ chế, chính sách mới phù hợp tình hình nhằm huy động, kích hoạt mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp phát triển hạ tầng chiến lược. Bộ Tài chính triển khai các chính sách liên quan thuế, phí, lệ phí, thực hiện chính sách tài khóa, công tác thanh toán, quyết toán được thuận lợi, nhanh chóng với doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá phù hợp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hợp đồng, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.